Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các đoàn công tác của tỉnh ủy, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn đi thăm hỏi tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, các đối tượng quân nhân, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phóng sự, du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, hành trình trải nghiệm và khám phá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, trong hai ngày 24 và 25 tháng 4, các đoàn công tác của tỉnh ủy, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã đi thăm hỏi tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, các đối tượng quân nhân, dân công hòa tuyến, thanh niên sung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng ngày 25 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ thương binh cựu thanh niên sung phong dân công hòa tuyến từng trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn thị xã nghi sơn tham gia đoàn công tác về phía thị xã nghi sơn có đồng chí trịnh xuân phú tỉnh ủy viên bí thư thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận thị ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phạm thị thanh thủy và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà thương binh Cao Văn Tường, 92 tuổi, ở thôn Bắc Yến, xã Hải Yến. Ông Lê Thế Cử, thân nhân liệt sĩ Lê Thế Huy, ở tổ dân phố Thanh Đông, phường Bình Minh. Ông Lê Minh Thảo, cựu thanh niên sung phong, ở tiểu khu 1. Bà Phạm Thị Viên, thân nhân liệt sĩ, ở tổ dân phố Trung Chính. Và bà Lê Thị Bảo, là dân công hòa tuyến, ở tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác đã thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân đồng thời hỏi thăm sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách thanh niên sung phong dân công hòa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ đồng thời bày tỏ sự trân trọng lòng biết ơn đối với những công hiến hy sinh to lớn của các lực lượng trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các gia đình chính sách, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm sóc người có công và gia đình chính sách trên địa bàn nhất là dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ tạo động lực để mỗi gia đình không ngừng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại phường Nguyên Bình. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận thị ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã, lãnh đạo văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã. Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Vũ Đình Hải, cháu liệt sĩ Vũ Đình Khoa ở tổ dân phố Nổ Giáp 2, ông Trần Văn Toàn, cháu liệt sĩ Trần Văn Hướng ở tổ dân phố Quyết Thắng. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Thế Anh cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc thay mặt thị ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc góp phần làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã cũng mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương gia đình tiếp tục động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã đến thăm tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ tại phường Hải Lĩnh, phường Hải Thanh và phường Bình Minh. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Đỗ Đức Lợi, cháu liệt sĩ Đỗ Đức Xuân, tổ dân phố Phú Tây. Ông Nguyễn Văn Hiền, cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Dù, ở tổ dân phố Tây Sơn, phường Hải Lĩnh; bà Nguyễn Thị Liên, cháu liệt sĩ Nguyễn Duy Truyền, tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh; ông Lê Thế Cử, thân nhân liệt sĩ Lê Thế Huy, tổ dân phố Thanh Đông, phường Bình Minh. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí trưởng ban dân vận thị ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nguyễn Văn Long đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, công hiến, hy sinh to lớn của các gia đình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đoàn công tác của đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng Công an thị xã làm trưởng đoàn, đã đến thăm thân nhân thờ cúng liệt sĩ tại phường Hải An, đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ cùng đi có đại diện phòng lao động thương binh và xã hội và cấp ủy chính quyền phường Hải An. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Nhàn là em liệt sĩ Nguyễn Trọng Niết, tổ dân phố 1. Ông Nguyễn Trọng Đông là cháu liệt sĩ Nguyễn Trọng Vợ, tổ dân phố 5 và ông Nguyễn Văn Thuật là cháu liệt sĩ Lê Văn Thợ, tổ dân phố 5, phường Hải An. Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng Công an Thị xã, đã hỏi thăm tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình thân nhân thờ cúng liệt sĩ đồng thời tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong đó có chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng động viên con cháu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giữ gìn an ninh trật tự xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đồng chí Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã cùng lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội đã đến thăm tặng quà gia đình ông Hồ Minh Hùng, cháu liệt sĩ Hồ Văn Hoắc, tổ dân phố Hồ Thượng, ông Nguyễn Văn Tứ, cháu liệt sĩ Nguyễn Văn Thay ở tổ dân phố Minh Sơn, phường Tân Dân. Tại những nơi đến thăm, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những hy sinh to lớn của các liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trường ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh có các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị chức năng. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hiền, ủy viên ban thường vụ thị ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã, các đồng chí thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã, đại diện lãnh đạo các đoàn thể thị xã. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 25 trận thiên tai, bao gồm 5 trận lốc, 7 đợt mưa lớn, 1 cơn bão và 12 đợt nắng nóng. Tai nạn sự cố xảy ra 803 vụ, gồm 625 vụ tai nạn giao thông đường bộ đường sắt, 102 vụ cháy, 31 vụ đuối nước và 45 vụ tai nạn trên biển. Thiên tai đã làm chết 3 người tại các huyện Ba Thước, Như Xuân và Quan Sơn.

6.215 mét quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, xã bị sạt lở hư hỏng và nhiều tài sản khác, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng. Để ứng phó với sự cố thiên tai trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành 21 công điện và các văn bản chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành, triển khai các biện pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, ngay sau khi xảy ra thiên tai sự cố với phương châm 4 tại chỗ. Cùng sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và người dân, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra được thực hiện khẩn trương và hiệu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt quan điểm và phương châm hành động. Đó là chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả. Trong đó lấy phòng ngừa là cơ bản, phát huy sức mạnh của cải thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống thiên tai với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt tập trung ra soát, xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai cụ thể, chi tiết để chủ động phòng ngừa giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Yêu cầu các ngành địa phương làm tốt công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra, đồng thời chủ động các giải pháp khắc phục khẩn trương, kịp thời các sự cố thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn các ngành, các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, sẵn sàng các phương án khi cần thiết, không để xảy ra sự cố lớn ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Nhân dịp này, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố danh sách 10 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 4, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các xã phường về xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phường kiểu mẫu. Tham dự hội nghị có gần 100 học viên là trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường kiểu mẫu, chủ tịch ủy ban nhân dân, cán bộ địa chính môi trường, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố các xã phường Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Nhân, Phú Lâm, Tân Trường, Trường Lâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ chuyên viên Sở Tài nguyên Môi trường thông qua các chuyên đề, một số quy định quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường nông thôn, hướng dẫn cách đánh giá tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phường kiểu mẫu. Theo đó, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt là trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân trong việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý. Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt phải phù hợp với mục đích quản lý xử lý theo 3 nhóm đó là chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải rắn sinh hoạt nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt công gành. Trách nhiệm của cấp xã phường là quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân ở các thôn xóm, tổ dân phố Thời gian thu gom vận chuyển tùy theo từng loại chất thải rắn, sau phân loại và được Ủy ban nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân xã phường quy định. Quá trình vận chuyển từ nơi thu gom đến nơi tập kết và xử lý phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Toàn bộ kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt do hộ gia đình cá nhân chi trả theo quy định cho đơn vị đủ điều kiện đã được hợp đồng. Trong lộ trình xây dựng phường kiểu mẫu, xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thì tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó, trong đó bao gồm các chỉ tiêu như xử lý chất thải rắn, nước sạch, đường giao thông, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản làng nghề, đảm bảo quy định về môi trường. Trên mỗi chỉ tiêu sẽ có những quy định cụ thể để các xã phường đang xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phường kiểu mẫu, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện thông qua hội nghị tập huấn về xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình và hướng dẫn xây dựng tiêu chí môi trường, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường kiểu mẫu đã được trang bị đầy đủ hơn những kiến thức về các vấn đề đang vướng mắc của địa phương, từ đó có sự điều chỉnh trong công tác lãnh chỉ đạo ở cơ sở phù hợp. Đồng thời cũng xây dựng các nội dung để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là những quy định về xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với kinh nghiệm gần 20 năm kế thừa nghề làm mắm truyền thống của gia đình, cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm, tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh đã từng bước khẳng định uy tín trên thị trường khắp cả nước. Trong đó, cơ sở đã có hai sản phẩm được công nhận ô cốp loại 3 sao là mắm tôm và mắm tép. Anh Nguyễn Thái Sơn chia sẻ với sự khắt khe trong từng câu từ chọn con cá, con tép phải tươi ngon, đến công đoạn vào muối và chăm chút cho quá trình ủ mắm để cho ra sản phẩm đạt chất lượng. Với thời gian ủ từ 12 đến 16 tháng, mắm sẽ chín. Trong thời gian đó, vào khi thời tiết nắng ấm, cơ sở sẽ tiến hành mở nắp, ổ bể và đánh mắm để đảm bảo độ chín đều. Đặc biệt trong công đoạn vào muối, cơ sở rất chú trọng đến việc sử dụng muối đã được dự trữ khoảng một năm khi muối đã chảy hết vị chát của nước biển và chỉ còn động lại vị mặn thanh. Từ đó sản phẩm sẽ ngon hơn, thơm hơn. Riêng đối với sản phẩm mắm tép thì khi thực hiện ủ mắm sẽ cho thính nếp vào cùng để mang lại hương vị đặc trưng. Hàng năm cơ sở chế biến hải sản sơn thơm sẽ cung ứng ra thị trường khoảng hơn 200 tấn mắm các loại, nhất là những sản phẩm của cơ sở đã có mặt tại các hội trợ lớn để giới thiệu rộng khắp đến người sử dụng. Với mong muốn sản xuất những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, cũng như khẳng định thương hiệu mắm của quê hương. Cơ sở chế biến hải sản sơn thơm tiếp tục có sự đầu tư mở rộng, kho xưởng đến ứng dụng kỹ thuật vào các khâu sản xuất để trong thời gian tới, sản phẩm mắm tôm, mắm tép và nâng cấp lên chất lượng ô cốp 4 sao và sản phẩm nước mắm của cơ sở sẽ được công nhận đạt chất lượng ô cốp 3 sao. là sản phẩm đặc trưng của vùng biển, thương hiệu nước mắm Trị Quế tại tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh đã được người tiêu dùng biết đến bởi chất lượng sản phẩm trong hơn 20 năm qua. Với việc lựa chọn thu mua những loại cá tươi không qua bảo quản và thực hiện các thao tác muối mắm đúng kỹ thuật, nước mắm Trị Quế đã được công nhận là sản phẩm đạt chất lượng ô cốp 3 sao. Trong quá trình ủ mắm, với thời gian từ 36 đến 40 tháng, thì phải phơi nắng và đánh đều mắm. Khi nước mắm đọng lên phía trên và cho màu cánh rán, vị mặn vừa đủ, mùi thơm đặc trưng thì sẽ tiến hành rút nỏ để đóng chai. Tất cả các khâu từ chế biến sản phẩm, đóng chai và đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, sản phẩm nước mắm trị Quế đã có mặt trên thị trường cả nước với số lượng tiêu thụ gần 100 tấn mắm các loại cũng với mong muốn sẽ khẳng định thương hiệu sản phẩm của quê hương Hải Thanh nói riêng và thị xã Nghi Sơn nói chung. Cơ sở sản xuất mắm trị Quế đang hướng tới mục tiêu công nhận sản phẩm mắm tôm mắm tép đạt chất lượng ô cốp và nâng cấp sản phẩm nước mắm đạt chất lượng ô cốp 4 sao, góp phần đưa nhiều sản phẩm đặc trưng vùng biển của thị xã Nghi Sơn đạt chất lượng ô cốp Từ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng với thương hiệu nước mắm Ba Làng Tuyến Hòa cùng 3 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao đã được nhiều khách hàng trong cả nước biết đến và tin dùng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty, người luôn nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp năm 2009, ngay khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, anh Nguyễn Văn Tuyến đã chú trọng các giải pháp để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nước mắm Ba Làng Tuyến Hòa và xem đây là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như mở rộng thị trường tiêu dùng. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng đã đầu tư xưởng sản xuất đồng bộ với công suất chế biến Hàng năm, công ty đưa ra thị trường từ 300 đến 400.000 lít nước mắm, trên 200 tấn mắm tôm, mắm tép, giải quyết việc làm cho 100 lao động thời vụ, 55 lao động thường xuyên với mức lương bình quân 6 triệu đồng trên người trên tháng. Quá trình sản xuất kết hợp giữa phương pháp ủ trượm truyền thống với công nghệ hiện đại, sản phẩm được đóng chai và thiết kế bao bì đẹp, thuận tiện khi sử dụng, lịch sự khi làm quà tặng luôn đảm bảo chất lượng nên nước mắm ba làng tuyến hòa nhận được sự tín nhiệm của nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh thương hiệu nước mắm ba làng tuyến hòa đã được chứng nhận là hàng việt nam chất lượng cao giải bạc chất lượng quốc gia được vinh danh sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh thanh hóa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia cấp khu vực hiện nay công ty đã có một sản phẩm là nước mắm cốt TH được công nhận ô cốp 4 sao và hai sản phẩm mắm tôm mắm tép được công nhận ô cốp 3 sao. Anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng cho biết. Hiện tại thì công ty đã có 3 sản phẩm ô cốt 1 4 sao và 2 3 sao là mắm tôm và mắm tép. Thì định hướng của công ty năm nay là để đạt mục tiêu đạt được cái 5 sao sản cho các sản phẩm để đem cái sản phẩm hương đến các nước lân cận để xuất khẩu với doanh nghiệp tôi thì luôn luôn là tìm tòi những cái mới nghiên cứu những cái nó tinh túy tí nhất để đem lại cho người tiêu dùng và bên cạnh đó nữa là không chỉ là doanh nghiệp mà để làm ăn rồi thì kiếm lãi nhưng mà cái trách nhiệm đối với cộng đồng đó là tôi luôn đặt lên đầu tiên xây dựng được thương hiệu đã khó giữ vững thương hiệu càng khó hơn xác định rõ điều này anh nguyễn văn tuyến vẫn đang nỗ lực nghiên cứu đưa ra các giải pháp để vừa đa dạng hóa sản phẩm vừa đảm bảo chất lượng mở rộng quy mô sản xuất xây dựng thành công sản phẩm đạt ô cốp năm sao qua đó tiếp tục tạo dựng niềm tin uy tín với khách hàng đồng thời giải quyết được nhiều việc làm cho người dân tại địa phương Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và phường Hải Hòa hoàn tất các phần việc cuối cùng cho khai mạc lễ hội. Đến ngày 25 tháng 4, các điều kiện phục vụ cho lễ khai mạc đã cơ bản hoàn tất theo đó thị xã nghi sơn đã chỉ đạo tập trung chỉnh trang đô thị giao quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực bờ biển và các tuyến đường chính từ quốc lộ 1 a đi khu du lịch biển hải hòa tạo cảnh quan xanh sạch đẹp thực hiện việc thay thế trồng mới hoa tươi cây xanh tại giải phân cách tuyến đường ngô trần lưu đường lạc long quân phường hải hòa phương án bảo đảm an ninh trật tự và phương án phòng chống tội phạm cướp giật tài sản gây thương tích gây rối trật tự công cộng bảo đảm trật tự an toàn xã hội phân luồng phương tiện tham gia giao thông phục vụ lễ hội du lịch biển cũng đã được triển khai. Bên cạnh đó thực hiện tốt việc đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ khai mạc lễ hội, tổ chức không gian trưng bày sản phẩm ô cốp, giải bóng truyền ra mở rộng các hoạt động văn hóa trò chơi dân gian. Công tác tuyên truyền về lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng qua tuyên truyền trực quan, hồng kỳ trên các tuyến đường vào khu du lịch tuyên truyền nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày diễn ra các hoạt động lễ hội. Cùng với đó, thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, từ đó góp phần xây dựng khu du lịch biển hài hòa, an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách. Đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh tại khu du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng rong làm mất mỹ quan khu du lịch. Thị xã cũng thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng khách sạn tại khu du lịch biển Hải Hòa và các điểm du lịch trên địa bàn xã. Hiện nay, tại khu vực Quảng Trường Biển, khu du lịch biển Hải Hòa, sân khấu đã cơ bản được hoàn tất. Khu vực tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp với sự tham gia của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã và một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ nhân dân và du khách như biểu diễn, trò diễn nấu cơm thi, diễn sướng, giá hầu cô bé thượng ngàn và tổ chức giải bóng truyền gia nam mở rộng cũng cơ bản được hoàn tất. Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 sẽ được khai mạc vào 20 giờ thứ Sáu ngày 26 tháng 4 tại Quảng Trường Biển, khu du lịch biển Hải Hòa. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc với chủ đề Nghi Sơn Biển Ngọc Khát Vọng Vươn Xa Khác họa vẻ đẹp đa dạng hấp dẫn của biển Nghi Sơn mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được gian dựng công phu, mang đậm nét truyền thống dân tộc và hiện đại. Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoại thị xã về ý nghĩa, vai trò quan trọng của phát triển du lịch thanh hóa nói chung và du lịch Nghi Sơn nói riêng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã Nghi Sơn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã phát triển theo hướng bền vững, đồng thời tiếp tục quảng bá du lịch Nghi Sơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giới thiệu về vùng đất văn hóa con người Nghi Sơn với bạn bè du khách. Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên đã bàn tặng cho vùng đất tĩnh xa xưa nay là thị xã Nghi Sơn. Đường bờ biển dài 42 km từ cửa Lạch Ghép đến xã đảo Nghi Sơn. Vùng biển này còn hiện hữu nét hoang sơ với những bãi cát vàng mịn màng, thoai thoải, nước biển xanh trong, hòa quyện với những thảm xanh thực vật, rừng phòng hộ và núi đồi uốn lượn tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Không chỉ mang lại lợi ích nhiều mặt về cảnh quan môi trường, giao thông hàng hải, hệ thống càng biển, Ngư trường đánh bắt và nuôi trồng chế biến thủy hải sản phong phú, vùng biển Nghi Sơn còn chứa đựng tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, biển Nghi Sơn đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với các dự án phát triển đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tính đến nay, thị xã Nghi Sơn đã thu hút được gần 20 dự án du lịch nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng tạo nên cơ sở hạ tầng du lịch biển khang trang hiện đại. Tại vùng biển Nghi Sơn, bán đảo Nghi Sơn được ví như hòn ngọc bồng bềnh giữa bốn bề sóng nước. Nằm cách trung tâm thị xã 15 km về phía đông nam, nổi danh bởi bãi đông, cát vàng, phản mịn, vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của nước biếc, non xanh là địa chỉ được nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm khu du lịch biển Hải Hòa thuộc phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, có bờ biển dài hơn 2 km. Hải Hòa được đánh giá là một trong sáu bãi biển đẹp nhất miền Bắc bởi vẻ hoang sơ, bãi tắm bằng phẳng, cát trắng mịn, nước trong xanh. Phía đông là đảo Hòn Mê Anh Hùng và các đảo nhỏ nhấp nhô trên biển. Phía nam là núi Thổi, núi Chay, tạo cho không gian khu du lịch biển Hải Hòa thêm thơ mộng. Ghé thăm nơi này trong những ngày hè, du khách có thể men theo ngõ nhỏ, lối nhỏ để hòa vào nhịp sống cùng với ngư dân làng trài. Đến với Nghi Sơn, du khách được đắm mình trong cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, nơi gặp gỡ của đất trời núi non biển đảo. Trong âm hưởng rì rào của tiếng sóng, được thưởng thức nhiều món ăn hải sản tươi ngon, nhiều sản phẩm ô cốp, mang đậm hương vị của biển, gặp gỡ những người dân miền biển thân thiện, mến khách. Trong dịp nghỉ dưỡng tại đây, du khách còn có thể vãn cảnh các điểm du lịch tâm linh như đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Suy Tử, đền thờ Vua Quang Trung, đền Lạch Bảng, chùa Đất Tin, chùa Am Các, in dấu và lưu giữ các giá trị về văn hóa vật thể, phi vật thể, những lễ hội đền chùa đặc sắc. Hiện nay, thị xã Nghi Sơn có gần 120 cơ sở lưu trú, trong đó có nhiều khách sạn 3 sao, 4 sao. Năm 2023, thị xã Nghi Sơn đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tổng thu từ ngành du lịch đạt hơn 2.300 tỷ đồng. Để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thị xã Nghi Sơn đã triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030. Theo đó, thị xã Nghi Sơn tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư đưa doanh thu từ ngành du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế biển. Mục tiêu phấn đấu của thị xã là đến năm 2025 có 150 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 10% được xếp hạng từ 3 đến 4 sao, có 75% lao động được đào tạo nghiệp vụ du lịch, xây dựng các tour nội địa gắn với các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, quảng bá về văn hóa, thiên nhiên và con người nghi sơn. Hướng tới phát triển du lịch theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, thu hút nhiều dự án du lịch lớn mang tính trọng điểm. Trong tương lai không xa, biển Nghi Sơn sẽ trở thành trọng điểm du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ của cả nước, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại quảng trường biển khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Theo đó, lễ hội được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật được thực hiện với chủ đề Nghi Sơn Biển Ngọc, Khát vọng vươn xa trong khuôn khổ khai mạc sẽ tổ chức các hoạt động tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp với sự tham gia của các doanh nghiệp các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã có sản phẩm được công nhận ô cốp và các sản phẩm tiềm năng bên cạnh đó thị xã mời các huyện thị thiệu hóa quan hóa quan sơn thọ xuân yên định như thanh nông cống quảng sương hà trung thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cốp. Mỗi đơn vị hai gian hàng tiêu chuẩn là các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm ô cốp, tiềm năng ô cốp, đặc sản vùng miền, quà lưu niệm. Thời gian tổ chức 6 ngày, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024, dự kiến khai mạc vào 16 giờ thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024. Tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ nhân dân và du khách như biểu diễn, trò diễn nấu cơm thi, diễn sướng giá hồ cô bé thượng ngàn và tổ chức giải bóng truyền gia nam mở rộng. Khai mạc vào 7 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2024, bế mạc và trao giải vào 17 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tổ chức lễ hội du lịch biển Nghi Sơn với các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp các ngành, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã về ý nghĩa vai trò quan trọng của phát triển du lịch Thanh Hóa nói chung và du lịch Nghi Sơn nói riêng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã Nghi Sơn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã phát triển theo hướng bền vững, đồng thời tiếp tục quảng bá du lịch Nghi Sơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giới thiệu về vùng đất văn hóa con người Nghi Sơn với bạn bè du khách công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tạm dừng hoạt động các phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường phục vụ lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Thực hiện kế hoạch số 169 KHUBNC ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Theo đó, lễ khai mạc dự kiến được tổ chức vào 20 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại quảng trường biển, khu du lịch biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ khai trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Cấm tất cả các loại phương tiện, xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe điện và các loại xe tương tự tại một số tuyến đường từ 15 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024 đến khi kết thúc lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn. Cụ thể như sau, đoạn đường Ngô Trân Lưu từ nhà hàng Trang Nguyên đến nút sao với đường Lạc Long Quân. Toàn bộ tuyến đường Lạc Long Quân, đoạn đường Lương Văn Yên từ khách sạn Ba Hát, phường Hải Hòa đến nút sao với đường Lạc Long Quân. 2. Giao công an thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện nội dung nêu trên, hướng dẫn cho người dân hướng di chuyển và dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa thông báo tuyên truyền đến quần chúng nhân dân biết, chấp hành nghiêm túc theo quy định. Kế thay chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã khí, Trịnh Tiến Dũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập văn tuấn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại